Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình về được một mẫu đồng hồ Orient. Mẫu này là mẫu khá là mới. Ở Việt Nam thì bán nó không có nhiều lắm đâu, nhất là hàng đã qua sử dụng. Anh em mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook Trần Đình Hiệp Tokyo hoặc là Zalo anh em nhé. Đấy, ai mà muốn chơi hàng lướt thì là liên hệ trực tiếp với mình. Hàng lướt thì là mình có khá là nhiều, về liên tục luôn. Đây. Đây là mình mua lại của người Nhật nha anh em nhé. Đấy, người ta gửi cho mình đây. Mẫu này thì còn đầy đủ hộp tất cả các thứ luôn anh em nhé. Nhà có trẻ con hơi ồn mọi người cả, mình không phải là dân chuyên review mà chỉ là dân đập hộp thôi. Đây, trong hộp không có gì anh em nhé. Đây, vui luôn. Đây là hộp Orient Star thì bao giờ nó cũng như thế này anh em nhé, căn bản nó như này, thông tin đầy đủ đấy. Hộp này là Made China anh em nhé. Nghĩa im mồm. Đây là cái vỏ bìa của nó này. Cái hộp này thì nó đẹp hơn. Trước đây cái hộp những cái hộp mà Orient Star đấy cũ ấy, thì của nó là bằng như kiểu là bằng giấy bìa anh em. Còn đấy là da hay là giả da thì mình cũng không biết, nhưng mà nhìn có vẻ là cao cấp hơn này. Về cái nhìn nó chỉnh chu hơn, ca da anh em ạ. Đây là da. Da da. Orient Star này. Đấy. Chào tất cả mọi người ơi. Chào tất cả mọi người đây. Trong nó có cái này. Mình sẽ móc nó xem luôn. Đầu tiên đây là cái tang của nó đây, tang Orient anh em nhá. Mã của nó là đi. XKHK này. Đây. Bỏ qua đi. Đây là mắt thừa trong đây anh em nhé, mắt thừa. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, bao giờ cũng thế. Còn đây là cái bảo hành này, xem cái giấy bảo hành này mua từ khi nào. Giấy bảo hành này không ghi thời gian mua anh em nhé, cũng không biết là bao lâu. Và đây là nhân vật chính của ngày hôm nay. Thì mẫu này là được trang bị bộ máy là 50 giờ anh em nhé. Trang bị bộ máy 50 giờ, có phủ AR này. Nhưng mà kính hơi bị xước một chút rồi. Kính sapphire nhưng mà nó hơi bị mờ mờ, nó không biết có phải xước không. Nhưng hơi bị xước một chút đây. Đây mẫu này thì rất là đẹp luôn, mặt là màu đen. Có bộ máy Ticot là 50 giờ. Đây của nó rất là đẹp đây anh em nhé. Kim và cọc số của nó là bằng thép đánh bóng này. Cái cạnh của nó là đánh bóng, còn cái mặt giữa của nó thì là đánh cho phay sần. Cái miếng của nó anh em nhé, miếng của nó thì được đánh bóng này, miếng của nó đánh bóng, còn lại là cái chỗ bốn cái cọc này, bốn cái càng này thì được phay phay xước anh em nhé. Đấy, bên cạnh này cũng được phay xước này anh em này, bên cạnh này cũng được phay xước. Đấy, đây cái núm của nó là logo Orient Star này anh em này. Cái mẫu này thì là được trang bị bộ máy 50 giờ nhưng mà rất là mỏng luôn, mình đeo lên tay này cảm giác rất là mỏng đẹp này. Ủa, vừa khít luôn tay mình đây. Mỗi này có sai mặt thì mình nghĩ là sai khoảng tầm 40 41 thôi. Đây, mình đeo vừa đẹp luôn này. Đấy. Nói chung là thiết kế của nó rất là chỉnh chu anh em ạ, sáng. Bởi vì mình star mình bán thì cũng quá là nhiều rồi nhưng không có gì phải coi là đánh giá nhiều nữa. Những cái bộ máy này anh em nhìn kỹ thì là thấy cái quả văng của nó nhìn nó chất lượng hơn đời cũ rất là nhiều luôn, và nhất là cái dòng này anh em nhé. Trong họ Orient Star thì cái dòng này là cái dòng khá là cao cấp. Nhìn cái quả văng này, nhìn cái quả văng cái bộ máy của nó nhìn rất là chỉnh chu. Anh em nào mà thực sự mà cầm em này thì biết cái mẫu này mới của nó cũng không phải là rẻ anh em nhé. Đắt hơn là cái mẫu đời mới 50 giờ mà cái đời mặt hề đây anh em ạ. Cái mẫu này được đánh giá là cao hơn đời mặt hề rất là nhiều. Đấy. Đấy. Máy mỏng đẹp đây. Dây thép đúc anh em nhé, dây thép đúc 5 chỉ này. Đấy, ba chỉ phay xước, hai chỉ dính bóng anh em nhé.
núm của nó cũng có chữ khóa đằng sau, là nhìn cái chiếc thép của nó rất là chắc chắn luôn. Nhà trẻ con ồn, mọi người thông cảm. Đây. Rất là đẹp luôn này. Mẫu này anh em đeo thì sẽ rất là bị lâu lỗi. Chất lượng luôn. Anh em mà mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha anh em nhé. Nhà có trẻ con rồi anh em thông cảm nhé. Anh em mua thì liên hệ trực tiếp Zalo với mình. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình.